Mến chào tất cả các bạn đang xem video của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ đi quay cho các bạn xem cái mô hình là trồng cây sống đời bán Tết nha các bạn. Và được trồng trên chậu và dưới đất luôn nha. Và nếu mà chậu thì người ta sẽ trồng bằng cho chấu nha các bạn. Để mình cua ra cho các bạn xem nè. Thì mô hình này đem lại kinh tế cũng rất là cao nha các bạn. Thì một dịp Tết như vậy là người trồng sống đời có thể là kiếm được mấy chục triệu là một vụ nha các bạn ha. Thì khoảng thời gian trồng thì theo mình được biết là rằm tháng 6 là mình bắt đầu trồng nha các bạn. Và đến cận Tết thì mình sẽ thu hoạch nha các bạn ha. Thì ở đây là mình nếu mà trồng với một cái quy mô nhiều thì mình sẽ đặt lái từ Sài Gòn các bạn và có xe xuống mua nha các bạn ha. Hoặc là mình bán ở tại cái nơi mà mình trồng luôn các bạn. Thì thường thường trồng hoa này thì người ta thường trồng ở giáp lộ nha các bạn. Thì sống đời này là khi mà nó có bông thì chưng được rất là lâu các bạn. Và người ta trồng theo cái kiểu như là phong thủy các bạn. Thì cái người mua thì nó hay mua sống đời để chưng vào cái dịp Tết đó, với ý nghĩa là trường thọ các bạn. Ở đây mình quay cho các bạn xem những cái chậu sống đời nè mà người ta vô nè. Thì một chậu như vậy thì giá bán vào cận Tết là hơn 50k nha các bạn ha. Thì ở đây chị trồng là mới là cho chấu các bạn. Và cho chấu này phải được xử lý qua nước nha các bạn. Có nghĩa là mình ngâm ở dưới nước khoảng một thời gian là tầm một tuần lễ. Sau đó là mình mới trồng sống đời lên. Và sống đời ở đây là sống đời con nha các bạn ha. Và mình phải ươm trồng cho nó ra rễ ở trong cái bóng râm á, nó thật sự là có rễ mạnh rồi đó thì mình mới đưa vô cái chậu nha. Còn ở đây mình đang quay cho các bạn là trồng ở dưới đất nè. Thì trồng ở dưới đất này á thì người ta sẽ bán cho Sài Gòn nha các bạn. Thì Sài Gòn xuống là mình cắt bông cái mình bán cho Sài Gòn. Cái này là mình trồng là mình đặt ở Sài Gòn trước. Chừng nào nó có bông thì mình điện nó xuống thì nó sẽ thâu mua nha các bạn. Và trồng cái này là mình phải đặt cọc trước nữa các bạn. Ở đây là dạng sống đời nhìn rất là xanh nha mọi người ha. Ở đây cái loại đất trồng cái này thì cũng rất là dễ các bạn, chỉ là đất thịt thôi các bạn, và chủ yếu là mình đảm bảo cái lượng nước của nó. Còn bên đây là dạng là mình trồng trong chậu nha các bạn, là chủ yếu là người ta đặt bao nhiêu thì mình trồng bấy nhiêu, với lại mình để một số là mình để bán ở cặp lộ các bạn. Thì giá bán lẻ thì nó sẽ cao hơn, còn giá bán sỉ thì nó sẽ thấp hơn các bạn ha. Đây là sống đời con này các bạn, để mình quay cho các bạn xem ha. Mình đang quay ở gần cặp lộ các bạn nên đôi lúc có tiếng xe các bạn, cũng hơi có tạp âm các bạn ha. Đấy mà các bạn nhìn rất là đều các bạn ha. Mình quay qua cái vườn sống đời bên đây cho các bạn xem ha. Thì sống đời nó có rất là nhiều loại các bạn. Thì cái cây này còn được gọi là cây lá bổng nha các bạn ha. Nó trị phỏng tay các bạn rất là hay. Thì do đó thì cây sống đời này nó được có một cái tên nữa là cây lá bổng nha. Để đây mình chia sẻ cho các bạn. Thì ở trong Đông y thì cái loại cây này thì nó trị rất là nhiều loại bệnh các bạn, chứ không phải là riêng cái bệnh là bị phỏng thôi. Còn trong phong thủy thì cây này là có mang ý nghĩa là trường thọ nha các bạn. Người ta gọi nó là sống đời á. Thì bởi vậy là hay dịp Tết á, là người ta hay mua cái cây sống đời này để chưng lắm. Và với lại cái bông cây sống đời này, nếu mà mình chưng ở trong một cái chậu của mình mà mình đổ nước thì nó rất là lâu tàn, khi là nó sống nó ra rễ luôn các bạn. Còn cái loại cây này mà mình dăm á, thì mình chỉ cần lấy một cái lá của nó thôi là mình dăm ở nơi mà thoáng mát á, có độ ẩm cao á, thì đến khoảng một tuần lễ là nó sẽ ra rễ nha các bạn. Thì cũng rất là chi là dễ luôn. Ở đây mình đang quay cho các bạn xem những cái chậu bông sống đời này nè các bạn, những chậu con thôi. Thì cái này là khoảng thêm là 4 tháng nữa là nó sẽ có bông nha các bạn ha. Thời điểm này là thời điểm là tháng 8 rồi các bạn. Thì mình đang quay cho các bạn xem là để chuẩn bị cho Tết 2021 nha các bạn ha. Mình quay sơ cho các bạn xem nè. Ở đây cái
cái vật liệu trồng á thì chỉ cần mình mua cái chậu các bạn, và mình chỉ là sơ cho cháu thôi các bạn. Thì chậu này á, mình mua cũng rất là rẻ các bạn, nếu mà mình mua sỉ á, thì nó tầm khoảng là 2.500, còn mà mua lẻ thì nó tầm khoảng là 5.000 nha các bạn ha, một chậu mũ. Quay sơ cho bạn xem nè. Thì mình quay lúc buổi sáng các bạn, thì cái độ hình ảnh nó cũng rõ ràng mà hết các bạn ha. Các bạn nào đang xem video thì hãy like cho mình một like ha, để mình có động lực mình ra những cái video khác nha các bạn ha. Đây là mình trồng cái sóng đời này thì nó theo từng clip nha các bạn, lấy từng luống nè, và có ống nước nè đi để tưới luôn các bạn. Ở đây mình có cái đường dây ống nước á, mình tưới cho nó khỏe. Thì cái này á, mình cây sống đời này thì nó cũng thích nghi được nhiều loại đất lắm, nhưng mà riêng cái phần mà đất mà nó bị ẩm á, nó bị trũng á, bị nó bị ngập nước nhiều thì không có được các bạn, tại vì nó sẽ bị thối á. Đây các bạn, cây sống đời này nó nằm sát đất luôn các bạn ha. Thì loại này á, thì loại sống đời này trồng bông rất là đẹp các bạn, và chủ yếu là để trưng thôi. Còn những mà loại mà sống đời như là kiển á, thì nó rất là nhỏ, để trưng trong chậu nhỏ các bạn. Phân á, để mà bón phân cái cây sống đời này á, là mình sử dụng là NPK nha các bạn ha. Vì ở trong NPK á, thì nó có rất là nhiều loại đạm cũng như là dưỡng chất, như ví dụ như là kali nè, lân nè, rồi có ure trong đó nữa các bạn. Thì có lân thì nó diệt khuẩn được nè các bạn. Bạn nhìn cái lá nè, rất là to bự các bạn ha. Đó, lá rất là to, rất là xanh luôn. Cái này chỉ là 4 phân NPK thôi các bạn, phân đồ trâu cũng được nữa các bạn ha. Đó, thường thường là phân NPK là 20-15 các bạn. Thì cái loại phân đó là nó đủ cái dưỡng chất, cái đủ cái lượng đạm mà người ta đã đi sẵn rồi các bạn ha. Thì mình sẽ quay sơ sơ nữa cho các bạn xem kỹ ha. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Các bạn nhìn nè, nhìn cây sống đời hôm nay nó rất là ok các bạn, rất là xanh luôn. Tuy rằng là cỏ nhưng mà nó vẫn vượt nha các bạn. Cái này mình không cần phải mần cỏ kỹ đâu, mình chỉ mần sơ sơ cho nó sạch là được rồi. Chủ yếu là cây sống đời này nó cũng hút đạm dữ lắm. Cây này rất là dễ sống các bạn, chỉ có nước là nó ra rễ là nó dễ lắm. Các bạn thử lấy một cái lá mà các bạn để ở trong một cái nơi mà ẩm coi, xong rồi các bạn giữ độ ẩm khoảng tuần lễ là tự động nó ra rễ, nó đâm chồi luôn à. Bạn ha, quay sơ qua cho các bạn xem nè. Này là hàng theo hàng và đường theo đường nha các bạn, mình phải làm luống như thế này nè, thì đến lúc mà mình thu hoạch á, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Mình đi mình cắt bông á thì nó sẽ không có bị gãy các bạn ha. Rồi thì mình quay video tới đây thôi nha các bạn ha. Rồi mình mến chào tất cả các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha.